ekip này là do nhóm thiện nguyện chùa Long Bửu tổ chức cho em. Thì nhân dịp sinh nhật này, chị chúc em dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Và trong năm 2021 em sẽ đạt 40 tỷ. Nha. Đây là lời chúc thật sự chị em mình gặp lại. Và chúc toàn thể quý vị đang ngồi tại đây sức khỏe và trên hết, và làm ăn thành công, đại thành công. Nha. Dạ, rồi xin bạn phép là xong. Chị cũng vui quá cho nên chị xin nói nhiều một chút nữa. Giới thiệu luôn lý do tại sao ba cái bánh. Cái bánh thứ nhất là mẹ mang thai. Mẹ mang thai. Cái bánh thứ hai là mẹ chuyển dạ. Và cái bánh thứ ba là baby đã có mặt và chào đời. Lý do tuyên bố ba cái bánh hôm nay khoảng 3 tỷ thôi. Cảm ơn mọi người đi, cái đầu của mình cảm ơn chị. Em cảm ơn anh Cường đã thông báo sinh nhật của em không được tổ chức ngày hôm nay. Con cảm ơn thầy, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người trong chùa Long Bửu. Đồng cấp, đồng cấp.